theo anh.
không sợ em lại lên đường càng. Anh đi tìm vàng vàng còn đi xa như ong tìm hoa. Hoa nở phương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ anh thương em như thế. Người con gái địa bình bốn mùa trồng cây bốn mùa em hái quả. Chỉ chúng em khi khách đến chơi nhà thì pha trà mời người xơi nước. Và trong những bữa tiệc như thế này thì người quan họ chúng em lại có câu hát rằng: tay tiên chúc chén diều đào, sánh ra thời tiếc uống vào thời say. Tay nâng đĩa muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Xin mời toàn thể các vị tân quý khách hãy dựng đũa nâng cốc để cùng với các liền anh liền chị chúng em có câu hát chúc diều.
Cảm ơn của gia đình tới toàn thể các vị tân quý khách. Xin chân thành cảm ơn các vị quý khách đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình hôm nay để về đây chung vui cùng với gia đình và mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Một lần nữa, đón cháu về thì khoảng nữa thời gian nữa thì chú rể mới này nhưng mà ra chúng tôi mà được bây giờ thì cũng xin theo các cụ là chúng tôi là trong quá trình các cháu hai cháu Linh và cháu Hằng thì hiểu nhau thời gian khá lâu thế được sự cho phép của hai gia đình thì hôm nay là đến ngày này thật tốt thì hai cháu đã đi đến hôn nhân thì chúng tôi cũng quá mong chờ để cho các cháu về nhà chúng tôi thì cũng xin được phép mặn phép nói đôi điều vì các cháu thì bây giờ thì thực ra thì các cháu cũng nói là cũng giai tài đại sắc cũng đều có học cả gặp nhau trong quá trình tìm hiểu thì đến bây giờ là đã đến lúc mà các cháu thành vợ thành chồng thì tôi cũng muốn nói đôi điều là xin các cụ và ra và gia đình khi yên tâm thì vì là con gái và con cái chung nhưng mà chúng ta thì các cụ thường nói là chúng ta trồng cây ăn quả cũng muốn ăn quả nếu mà quả ngọt chúng ta phải nhờ còn quả chua thì chúng ta phải chịu chứ khi mà cháu hàng ở nhà chúng tôi nghĩ là tuy rằng hai gia đình thì nó cũng đường xá xa xôi nhưng mà chúng tôi đã về đây rất nhiều lần quê ngoại để cho chế các cụ rồi các ông các bà rất là mến khách và nhất là giữa hai cháu là nó khách còn tuổi đời còn trẻ nhưng mà tôi thấy là các cụ rất tin tưởng vào các cháu nên mà khi cháu
cháu Linh nó về đây có nhiều gì không? Gia đình cũng dạy bảo các bạn cháu hàng về đến thôi thì các cụ cũng có bạn yên tâm, thì thôi thì nó cũng có thời gian cái hạn hẹp. Rất nhiều lời đẹp rồi mà chúng tôi không biết từ đâu ra nhiều lời được những lời được đẹp như thế nữa thì gần bằng nhận một cái vinh dự là hôm nay đón gia đình nhà ta đến đón cháu Hằng. Ngày xưa người ta nói cô rất cẩn thận thế này là về ăn mày tổ gia đình nhà ta rồi là phụ trước hết là ông bà, sau là đến bố mẹ, rồi đến anh chị em trong nội tộc gia đình. Thế nhưng mà đấy là người ta cổ người ta nói nó dài như vậy. Thì bây giờ chúng tôi cũng mong rằng là như bà cháu Minh vừa có ý kiến ấy, thì hy vọng của hai gia đình chúng ta dâu lúc nào cũng liền để lúc nào cũng tháo cái mong cầu này. Nói chung là tôi xin rất là cảm ơn những lời giải thích đến khi hoàn vào sẽ tiếp công việc của các cháu đúng không ạ? Tôi đang mời tham gia cùng các cháu. Chắc bắt buộc là bây giờ là chúng ta hai cả cháu tham gia để trong việc hoàn vào. Vâng. Kính mời xì tình của toàn thể quý vị quan khách quý cùng trở về phòng cưới xây trầu xây nước và dự buổi lễ thành hôn hôn quy của các bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời xì tình của bác trưởng đoàn cùng các cụ tuổi cao xếp vào trong nhà để gia đình đón tiếp được long trọng hơn. Và xin mời cô xì chú bác cùng những các bạn trẻ nam nữ thành viên tiếp tục trở vào trong phòng cưới ăn trầu uống nước và cùng dự buổi lễ hôn quy của các bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ vâng, và giờ đây xin mời chú rể hãy ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Và con số phòng cưới hôm nay chỉ buổi rồi lên trên. Và xin mời bộ phận tiếp tân quan viên họ nhà gái chúng ta. Một đàn đầu câu chuyện, Mỹ Châu thường xuất hiện ở mọi chốn khách quý của quan viên họ nhà trai cũng như quan viên họ nhà gái cùng trở về phòng cưới xây trời xây nước và đến một lần điều sân cao văn hóa qua câu hát mời nước mời chồng. Dù trên trời mười đò, người anh sẽ đón biết cho dân dòng vân biên qua bầu gió bay. Áo cưới thắt như thắt mũ hoa, bên hát câu người ơi người ở tiếng quê. Cho ông quê anh mất ngất ngư, chứ để ngày xưa về người xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh, mình kết làm anh. Rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Ooh.
hối tức hồng, cho vui thì cái trong lòng cũng vui, vẫn là vui và phấn khởi. Đó là mẹ thân sinh ra cô dâu Thanh Hằng. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời bác sẽ lên có chút kỷ vật cho chú rể và cô dâu trong buổi lễ vui quy ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể ông chúng ta tiếp tục ăn trầu uống nước và hãy dành một tràng pháo tay thật to thật nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu trong buổi lễ vui quy ngày hôm nay. Vâng, sau đây xin được trân trọng kính mời mẹ thân sinh ra cô dâu Thanh Hằng sẽ có chút kỷ vật cho chú rể và cô dâu trong buổi lễ vui quy ngày hôm nay. Cô dâu hãy cùng đứng lên. Vâng, và thật đúng đặng công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đừng quên nghĩa mẹ công cha, vì đâu mới có đôi ta trưởng thành. Và ngày hôm nay đây thì xin được trân trọng kính mời mẹ của cô dâu sẽ có chút quà muốn trao cho chú rể và cô dâu trong buổi lễ vui quy ngày hôm nay. Và kính chuyển lời mời của gia đình và chuyển lời mời của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng xoay trầu xoay nước và cùng chứng kiến buổi lễ vui quy của bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay được trong năm hạnh phúc. Sau đây thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu một món quà tiếp theo. Đó là món quà của ông bà nội cùng chú tím sẽ có chút kỷ vật trao cho chú rể và cô dâu trong buổi lễ vui quy ngày hôm nay. Cho chú rể và cô dâu trong buổi lễ vui quy ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và ở dưới quý vị có thể lộ một tràng pháo tay thật to thật dài để chúc hạnh phúc cho chú rể và cô dâu trong buổi lễ vui quy ngày hôm nay. Vâng, và dưới đây đó là ông bà nội cùng chú tím sẽ có chút quà trao cho chú rể và cô dâu trong buổi lễ vui quy ngày hôm nay. Vâng, và một món quà tiếp theo đó là món quà của ông bà ngoại cũng sẽ có trời hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông bà ngoại. Trong buổi lễ vui quy ngày hôm nay. Ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa chảy hồi. Vâng, và sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các bác, các cậu, các dì sẽ nên có chút quà cho em. Chỉ còn ít phút đồng hồ nữa thôi là quan viên họ nhà trai sẽ xin cô dâu ra khỏi phòng cưới. Một lần nữa kính chào đồng trẻ cho buổi sáng ngày hôm nay được trăm năm hạnh phúc.
đang buồn chỉ cần trông thấy em là trong anh như tan đi những muộn phiền. Nhưng lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn, anh sẽ nghĩ về tình yêu của đôi mình. Nhiều lúc anh hay trêu đùa làm trò vui với em, là thật ra anh luôn mong em yên bình. Và có những điều gian nan anh phải cố che giấu đi,